8 lợi ích của đậu đỏ đối với bà bầu. Đậu đỏ là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, được sử dụng rộng rãi. Loại hạt này rất giàu protein, chất xơ, sau đó ăn nhiều đậu đỏ sẽ giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Đây thật sự là một siêu thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của bạn và sẽ giúp bé cưng phát triển tốt cả về tinh thần và thể chất. Hãy cùng tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời đến từ đậu đỏ nhé! 1. Giàu chất chống oxy hóa. Đậu đỏ giàu chất oxy hóa có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ. Các chất chống oxy hóa này cũng rất hữu ích cho làn da của mẹ và bé, giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, nhờ đó bảo vệ sức khỏe của mẹ và thai nhi. Vitamin B1 và B6 trong đậu đỏ còn giúp mẹ bầu giảm mệt mỏi, giảm căng thẳng, tăng cường lưu thông máu, sức khỏe tinh thần của mẹ cũng là động lực phát triển tốt cho thai nhi. 2. Tăng hàm lượng sắt. Trong thai kỳ, nhu cầu về máu của cơ thể mẹ tăng lên gấp đôi. Mẹ bầu luôn được khuyến cáo uống bổ sung sắt và các thực phẩm chứa sắt. Được cung cấp đủ sắt, mẹ bầu sẽ tránh được mệt mỏi xanh xao, cơ thể mẹ khỏe thì thai nhi cũng khỏe mạnh và phát triển tốt. Bà bầu ăn đậu đỏ trong thai kỳ sẽ giúp bổ sung hemoglobin, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Ngoài ra, mẹ bầu bổ sung sắt đầy đủ khi mang thai còn giúp thúc đẩy sự phát triển nhận thức của bé. 3. Bổ sung đồng và axit amin. Khoáng chất đồng có trong đậu đỏ có thể làm giảm viêm và giúp tăng cường hoạt động của enzyme trong cơ thể. Ngoài ra, nó còn có tác dụng duy trì tính chất đàn hồi của khớp, mạch máu và dây chằng trong quá trình chuyển dạ và sinh nở. Bên cạnh đó, đậu đỏ còn chứa nhiều axit amin thiết yếu giúp nâng cao hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật nhiễm trùng cho mẹ bầu. 4. Cung cấp năng lượng. Lượng magie dồi dào trong đậu đỏ có thể giúp bà bầu xua mệt mỏi bằng cách giúp các mạch máu, cơ bắp, dây thần kinh được thư giãn. 5. Loại bỏ độc tố sulfide. Sulfide là chất bảo quản thực phẩm thường được dùng để ngăn chặn sự thay đổi màu thực phẩm. Phụ nữ ăn đậu đỏ khi mang thai có thể giúp giải độc sulfide và ngăn ngừa các triệu chứng dị ứng liên quan đến chất độc này như đau đầu, nhịp tim nhanh. 6. Giàu chất xơ. Đậu đỏ có chứa nhiều chất xơ có tác dụng điều chỉnh nồng độ cholesterol trong máu khi mang thai. 7. Ngăn chặn đau cơ hoặc hen suyễn và giảm buồn nôn. Đau nhức cơ bắp và hen suyễn là những vấn đề có thể gây hại cho thai kỳ. Những vấn đề này có thể được kiểm soát hiệu quả bằng cách ăn nhiều đậu đỏ. Ngoài ra, đậu đỏ giúp loại bỏ những cơn buồn nôn, một triệu chứng ốm nghén mà hầu hết phụ nữ mang thai thường gặp phải. 8. Loại bỏ axit mật. Sự gia tăng các hormone trong thai kỳ xảy ra trong 3 tháng cuối có thể làm chậm dòng chảy thông thường của mật ra khỏi gan. Sự tích tụ mật trong gan cho phép các axit mật xâm nhập vào trong dòng máu. Lượng axit mật bị ứ đọng trong gan sẽ đi vào máu dẫn đến ứ mật thai kỳ, khiến mẹ bầu gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. May mắn thay, chất xơ có trong đậu đỏ có thể loại bỏ axit mật và chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể. Sức khỏe của mẹ bầu luôn đặc biệt được chú trọng trong suốt thai kỳ, vì mẹ khỏe thì em bé mới khỏe và phát triển tốt. Với những lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe của đậu đỏ, mẹ bầu đừng bỏ qua nguồn thực phẩm tốt này cho thai kỳ nhé!